chào quý vị đang đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ô mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nãy giờ đang kiếm. Dạ con mới vừa đi ra ngoài bên cô hàng xóm á, con thấy cổ nấu cái món gì ngon lắm, cho nên là con lại con xin cô ơi cho con xin một tô, con đem về để con nhờ mẹ con nấu. Ừ. Xong cái cổ thương con lắm, cổ làm liền cho con một tô luôn. Đâu? Đưa coi coi. Mà con ăn hoài không được, thấy nó cứ ngắt à. Cái này là chưa có làm gì hết. Ủa vậy hả? Vậy tính ra là cổ có thương con không ta? Hay là chắc cổ nghĩ rằng là đem về cho tự nấu ăn đó. Dạ chắc vậy quá. Ừ. À tại vì cổ biết mẹ con á, là mẹ Hiền Minh nấu ăn rất là ngon. À mà quên nữa, xin chào quý khán giả, mình là Pimas nha. Giờ mình làm được món gì nè ha? À, bây giờ con thích ăn những cái món gì nè? Dạ nuôi ạ. À? Nuôi thì con rất thích ăn nuôi nước, nuôi đuôi heo. Ừ. Rồi nuôi sà bò. Ừ. Nuôi sà bông cải. Nuôi chiên. Thế bây giờ ăn cái món là nuôi sóc bơ tỏi bao giờ chưa? Chưa, con chưa nghe hả? Cái món là con thấy lạ là lạ luôn. Ủa có món đó luôn hả mẹ? Đúng rồi. Rồi bây giờ sẽ xem nha. Mà nhìn rất là thú vị nha. Dạ. Đây, mẹ đã chuẩn bị một cái dĩa như vậy. Dạ. Cái dĩa này là lát hồi mình sẽ vớt nuôi ra đây nha. À dạ. Và mình sẽ bỏ nuôi vào trong đây. Và lát hồi sẽ thấy nó nở bung ra cho xem. Wow. Vậy là lạ nghe, là nuôi mình sẽ bỏ vào cái nồi dầu, ngập dầu luôn. Đúng để rồi. Cho nó sẽ nở ra. Rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ nè, mẹ sẽ bỏ nuôi vô trong một cái rổ như vậy. Dạ. Bỏ vào trong một cái vợt như vậy, bắt đầu mình sẽ thả vô đây nha. Dạ. Là mình thả vào là mình vớt liền không ạ? À? Ôi con thấy nó phản ứng rồi liền luôn kìa mẹ. Đó. Wow, đây nó giống bánh phồng tôm đúng không ạ? Giống không? Dạ giống. Đó. Đảo ha. Đó, mình sẽ chiên nó như vậy nè. Dạ. Rồi bây giờ Bi có muốn chiên thử không Bi? Dạ muốn. Rồi đây. Tự tay làm nha. Dạ. Bỏ vô là mình phải quậy đều lên nha. À dạ. Rồi quậy đi, quậy đều nó lên để cho nó nở ra. Đó. Đã. Khoái. Sao thấy nó nở ra thích không? Dạ thích. Cái món này là mình có thể làm bỏ vào trong cái hũ rồi khi nào ăn là mình lấy ra mình ăn. Dạ. Ồ, ừ. Vậy ha mẹ. Ừ. Nó giống bánh snack với giống cái bánh phồng tôm đúng không mẹ? Đúng rồi. Rồi bây giờ thì sau khi mình đã chiên nuôi rồi. Dạ. Thì bắt đầu mẹ sẽ phi tỏi lên nè. Dạ. Rồi mình sẽ phi tỏi lên nha. Khi phi tỏi thì mình sẽ bỏ một ít dầu để phi, xong rồi lát hồi mình cho bơ vô sau nha. Dạ. À hay là bây giờ mẹ làm cái món tỏi đi. Con thấy ở trong tủ mình này nè, còn cái phô mai này mẹ. Sao mà nhớ hay dữ vậy ta? Trời con cất mà. Ừ. Oh yeah, vậy là mình đã được hai vị nuôi chiên giòn. Oh, một vị là bơ tỏi nha, còn một vị là phô mai nha. Bây giờ Bi sẽ lấy một ít bi sóc với lại phô mai nha. Dạ. Còn ở đây là mẹ sẽ phi tỏi lên nè. Dạ. Múc một phô mai vô mình thử sóc xem nó ra làm sao nè. Ồ sao bé không lắc. Ồ sao bé không lắc. Ôi. Úi là trời. Thật là tuyệt vời chứ. Rồi đây nè, tỏi bắt đầu đã vàng rồi nè. Mình dạ. Sẽ lấy ra, không có để lâu. Con xin phép con ăn thử một miếng trước nha. Rồi thử xem như thế nào. Ngon quá mẹ ơi. Mình sau khi phi tỏi xong thì mình sẽ bỏ bơ vô xào ha. Dạ. Bỏ ớt vô luôn nè. Tại vì ở trong cái nuôi của mình nó đã có mấy cái vị mặn nhẹ nhẹ rồi. Dạ. Nên là mình không có cho quá nhiều. Đó, mình cho một tí xíu muối vô đây. Và bước kế tiếp là mình sẽ cho đường vô. Dạ. Lúc này là mình phải bật lửa nhỏ đúng không mẹ? Đúng rồi, mình sẽ để lửa nhỏ thôi, không có để lửa lớn. Đó, mình để như vậy để cho đường chảy ra hết nha. Dạ. Đó, mình sẽ nấu nè, cho đường tan ra hết nha. Dạ. Đường phải tan ra thì lúc đó mình cho những cái cọng nuôi vô á. Dạ. Nó sẽ áo thêm thì lúc đó nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt, nó sẽ rất là ngon. Dạ. À cái này nếu mà mình không biết mình dùng lửa lớn là sợ mình đảo không kịp đúng không? Đúng rồi, nó sẽ bị cháy và đường lúc đó nó sẽ khô lại. Bây giờ cái phần bơ mà mình nấu ở trong đây cùng với đường á đã được rồi nè. Dạ. Mình sẽ cho vô đây nè, một muỗng cà phê, ớt bột. Ồ. Rồi, tỏi. Tỏi mình phi lúc nãy á. Rồi, bây giờ thì bắt đầu mình sẽ bỏ nuôi vô và sóc đều lên. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần trộn đều nó lên thôi. Đó, mình trộn lên như vậy nè. Dạ. Là nó sẽ rút vô hết ở trong cái cọng nuôi rồi nó sẽ khô lại.
bây giờ là nó đã được áo, bơ, tỏi cũng như là một ít đường ở trong cái cọng nuôi rồi nè. Dạ. Ta-da! Wow! Thơm quá mẹ ơi! À, bây giờ con cũng đang phân vân không biết là con sẽ dùng cái món nào đây. Cái món của mẹ nấu thì chắc chắn là nó sẽ rất là ngon rồi. Nhưng mà con vẫn muốn ăn thử trước cái món hồi nãy của con ăn. Công sức của con làm. Dạ đúng rồi, cậu con làm kỳ công lắm á. Khoai không? Mẹ thấy con tâm huyết không? Ăn vô cái miếng tâm huyết liền. Con xin phép nhờ cái mẹ nha. Con sẽ lựa cái miếng nhiều tỏi nhất con ăn. À, con ăn cái miếng nuôi lắc bơ tỏi của mẹ. Cả một khung trời tuổi thơ ập vô trong mặt con rồi. Thật sự con ăn cái này vô con thấy rất là thơm. Nó ngon hơn gấp rất là nhiều lần cái món mà hồi đó tuổi thơ con ăn nữa. Nó có một cái độ cuốn nhất định nè. Nó dính lắm. Con không biết tả làm sao. Ăn là ăn được hoài, ăn được hoài, ăn được hoài luôn á. Tại vì nó thơm nhẹ cái bơ mà nó không có quá làm cho mình ngấy. Tại mình chiên với cái lửa lớn á. Khi mình lấy ra liền thì nó không bị rút dầu vô. Rồi mình xóc á thì nó sẽ có cái mùi thơm của bơ cũng như là tỏi giòn giòn nữa. Tỏi. Nên là chính vì điều đó mà con thích á. Dạ đúng rồi. Cái tỏi nó rất là thơm. Và con nghĩ đây là một trong những cái món mà ở nhà các phụ huynh có thể làm để mình bỏ vô hộp như nãy mày chia sẻ đó. Mình bỏ vô hộp xong rồi mình cất đó rồi mình ví dụ mình thích mình xem tivi mình ăn hoặc là cho mấy bạn ăn như là một món ăn vặt đó mà. Được không mẹ ha? Được. Và con hy vọng rằng quý khán giả xem chương trình này xong chúng ta cũng sẽ bắt tay vào bếp để làm cái món ăn vặt này dành cho những bạn nhỏ trong gia đình của mình. Còn bây giờ thì Bimas và Hiền Minh xin chào và hẹn gặp lại. Dạ cái lửa này thì mình có dùng lửa nhỏ hay là mình phải dùng lửa lớn nha. Lửa nhỏ là nó sẽ không nở được những cái cọng nuôi này ra mà nó sẽ làm chai và cứng đi. Ồ.